Xin chào tất cả các bác, trở lại với kênh Cao GBL Hoàng Mai. Tiếp tục lại là một lô hàng mới. Về bên em Cao các bác nha. Và mỗi một lần tháo để vệ sinh thì cũng nên khoe với các bác một chút rằng lần nào cũng như lần nào tình trạng đẹp xuất sắc. Đó là LA48 lắp lúc gần 6.400, tình trạng đẹp dã man con ngàn luôn các bác nha. Và một cái chất âm từ trước nay có cho nhỏ hơn được một lần, gần như các bác em bán ra thị trường mấy chục cục trong thời gian rất ngắn, nhưng được sự đón nhận của tất cả các bác một cách rất là nhiệt tình. Tại sao? Quá hay luôn các bác nha. Các bác đã mua của em LA thì các bác cứ phản hồi trên kênh để anh em được nắm rõ rằng xuất sắc và chất âm luôn luôn là đàn anh của Crown rất nhiều. Công suất sản sinh 1.300W ở 8 ohm và 2.300W ở 4 ohm. Chúng ta có thể chơi những dòng phun đôi, xúc kép thì hết thuốc luôn các bác nhá. Em còn chưa vệ sinh, các bác hãy nhìn những vết bụi vẫn còn nguyên, các bác nhìn thấy chưa? Cho nên là trước khi mà vệ sinh sấy, đây là các bác nhìn này, đó thì là rất mới đó. Xong em sẽ vệ sinh vì các bác nhìn toàn bộ các đầu dây em chưa trà cản các bác nhá. Cho nên một lần nữa bác nào cần alo em Cao để có giá tốt nhất cho anh em, phải nói là xuất sắc luôn các bạn. Chưa bao giờ một cái lô hàng mà đẹp dã con giống an này đó. Và khi chơi thì các bác cứ yên tâm rằng sẽ lít người luôn đó. Không phải đơn thuần mà chúng ta có thể nhiều như cờ đao được. Cho nên một lần nữa để mà khẳng định luôn là các bác cứ qua em Cao, và các bác hãy xem những anh em mà có và các bác chơi thì các bác biết được rằng nó hay đến mức độ nào các bác nhá. Dã man luôn đó. Và các bác mua ở đâu cảm thấy uy tín thì các anh em mua bên em luôn, là bao đẹp xuất sắc và zin 100% đó. Tất cả đều được quay nội thất chi tiết về sản phẩm các bác nhá. Đây em quay bao quát một lượt cho các bác đó. Đấy, bóng như mới cứng luôn các bác nhá. Bác nhìn Thụy Điển không phải suy nghĩ đâu, đẹp xuất sắc luôn. Còn nao như con nào không phê không lấy tiền. 3.600 thì thật ra không có tuổi để so với em nó các bác nhá. Cho nên là một lần nữa các bác nào đã xài rồi thì các bác quá biết là nó hay dã man đến mức độ nào, nhưng cái giá thành thì cực kỳ lại hợp lý các bác nhá. Cho nên một lần nữa bác nào có yêu cầu quan tâm em nhá hình qua để các bác chiêm ngưỡng cũng như là có thể mua sắm cho mình những sản phẩm mà cực kỳ ưng ý. Và đây là Crown E-Tech các bác nhá, xuất sắc luôn này. Đó. Tha hồ để lựa chọn bên em Cao, đó là những sản phẩm cực kỳ hàng bãi cực kỳ mới các bác nhá. Và các bác nhớ rằng các bác em rất giữ gìn lời nói, cho nên là các bác có thể rất nghe rất nhiều cái sự review khác nhau, nhưng mà đôi khi các bác hãy trải nghiệm thực tế rằng con LA này hay một cách dã man luôn. So với cái mức tiền mình bỏ ra thì không một đối thủ nào để mà có thể hạ gục em nó được với cái giá hơn 20 triệu đó. Còn Crown em vẫn luôn có sẵn để cho các bác thưởng thức và thử, và em vẫn bán Crown bình thường các bác nhá. Nhưng mà em khẳng định 100% là dòng sản phẩm này gõ chết Crown ngay lập tức luôn đó.
chứ không phải là gym đâu, chứ không phải em Cao gym crowd đâu. Cho nên là một lần nữa các bác hãy qua em Cao, hoặc là anh em nào có thì các bác hãy thưởng thức 4733X rồi 738 thì thôi rồi bé ơi. Và một sản phẩm, một dòng sản phẩm cực lành lặn luôn. Chưa có bác nào nói với em Cao à, chỉnh cho anh con LA này hay là con Lam Ruben 6400 các bác nhá. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bác rất nhiều. Em nhá hình qua một chút để bác nào có yêu cầu thì alo em Cao các bác nhá.